các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó, hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá, ném anh cái bút đây. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá, 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các bác nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Đó. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy, rửa xe máy, rửa sân này. Đấy, thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy, rửa xe quá này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này, rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá, áp lực nước cũng khá là tốt luôn ạ. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó, ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bạn thấy không?
thì tưới cây nhá, rất là rộng luôn, giá là ok thôi nhá. Đó, đây con này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này, thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào đây, xịt bọt tuyết này. Đấy, nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không, bọt tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bác này. Đó, đây bọt tuyết này các bác này. Đó, xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy, rồi các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá, máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi ok. Hello, vâng, là em Huấn Phạm này các bác nhá, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần cơ sở bên em, gần nhà bên em thì có thể qua xem và mua hàng các bác nhá. Đó, thì bên shop lại tiếp tục về một số mẫu hàng mới, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé và một nút đăng ký kênh. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200, đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là
nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất đẹp cho các bác luôn. Các bác mua hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo và đặt mua cho em. Đấy, ok cho các bác. Đấy. Đấy, các bác lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, cọc trước 200k thì bên em mới đi đơn. Giá sẽ là 750.000. Còn lại là các bác là chuyển khoản hết thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá chỉ có 700.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo liên quan đến cái đồ dùng nhà bếp thì đó là cái tẩy xanh các bác nhá, tẩy xanh. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại chất tẩy nó bằng kem xanh như này, bằng kem như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác đánh trực tiếp lên các cái bề mặt của xoong nồi các thứ. Nó sẽ giúp tẩy rất là tốt cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000. Các bác lên cho em là tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tẩy xanh con này em đang bán là 30.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Lên mã riêng cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, cái kem tẩy xong nồi đã. Thì lên mã giúp em là tẩy xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 25k các bác nhé, 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái kéo vàng các bác nhé. Các bác lên cho em là kéo vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Một con kéo vàng thép SK5 như này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan các bác nhé. Đấy.
Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, giấy bóng thì biết các thứ này, cắt rất là ngon luôn nhá. Giấy bóng này, đấy cắt rất là ngon luôn các bạn. Đó. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ok, nhà nào thì cũng có phải bếp, có bếp phải dùng có nhá. Đó. Cắt giấy bóng biết cực kỳ là ngon luôn. Đây các bạn này. Đó. Cắt giấy bóng biết rất là ngon luôn. Các bạn theo. Đây. Đấy. Giấy bóng siêu mỏng mà nó cũng cắt rất là ngon các nhá. Đó. Đây, các bạn theo. Cắt rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đây, thép SK5 các bạn này. Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, 40 cành cho một con kéo thép SK5 như này. Lên cho em sản phẩm đó là kéo vàng nhá. Lên cho em là kéo vàng này. Đó. Kéo vàng. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc kéo vàng như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Những cái phần cán, phần kiếc này đều của nó đều bằng hợp kim hết. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy thích rồi. Tất cả đều bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nhá. Bằng hợp kim. Cán kiếc là bát ốc vít cái thứ rất là chắc chắn luôn, dùng sạch sẽ ngon lành nhá. Đó. Không gì nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con kéo vàng như này. Lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con kéo vàng như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây các bác nhá. Mic dây hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thì nó sẽ là một cái dạng mic bao gồm cả mic cả dây, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k. Đấy. Mic và dây đều là hàng của Nhật hết, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Cả mic cả dây luôn. Đó. Thì bên em bán theo combo mic dây như này, giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lắp vào cực kỳ là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan. Chữ khắc chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đấy. Đầu mic cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, các cái đầu kết nối cái đĩa của nó nói chung là hoàn hảo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác này. Đấy, đầu thân mic của nó đây. Con này thì nó quá là đẹp luôn các bạn, chấm hết luôn. Khỏi về bàn luôn các bác này. Đó. Đây, những cái lỗ dập của nó cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là mic dây nhá. Công tắc công giếc tanh tách cực kỳ là ngon luôn. Đầu lọc các thứ này. Dây thì của nó sẽ là dây siêu mềm luôn nhá. Dây siêu mềm luôn. Mic nhỏ gọn, âm thanh nghe trầm ấm chắc tiếng. Em đã bán khá là nhiều rồi. Đấy, dây rất là mềm luôn nhá. Đều là hàng nội địa của Nhật hết này. Made in Japan hết các bác nhá. Đó đây. Made in Japan nhá, kể cả từ dây đến mic nhá, đều là made in Japan hết này. Đó. Các bác lên cho em là mic dây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đấy, lên cho em là mic dây này. Đó, mic dây nhá. Đó. Lên cho em là mic dây, giá sẽ là 250k. Đó, 250k và bao ship cho con mic dây như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây xem này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong này. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Sen to này các bác nhá. Sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88, nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy cài như này các bác nhá. Có cái lẫy cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được người 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá. Giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này.
1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ, cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200k. Đấy, cọc trước 200k thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300.000. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi, để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã Senkei nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu cái chỉ có cái đầu cái ấy này thôi. Đầu cái vòi xe, cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào cho nên nó mới bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn, không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào, và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm ở đây, lắp vòi sen tắm ở đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450k. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1 cân mốt các bác nhá. 1 cân mốt này, các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các bác nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450k. Đấy, 450.000 cho một con củ nóng lạnh này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con sen, một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhé. Không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhé. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhé. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát. Thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000. Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhé. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây, hai đường nước này. Kết nối đều bằng đồng hết này. Đây, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ ao hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân mốt, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngót nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop và muốn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen.
Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá, vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000. Hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này con này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn. Còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này. Và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy. Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320k nhá. 320k cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối, con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giúp các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350k. 350k có nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn.
những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá, đều 5-700 hết chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen và một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát, các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước, thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả, thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây, đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này, thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy, con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy, con van xả một đầu này thì sẽ là 55k. Các bác lên cho em là van xả một đầu này, van xả một đầu, giá của nó sẽ là 55k các nhá. Đấy, 55k cho một con van xả một đầu như này, 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M, không bắt nam châm. Đó, có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này, tên của nó sẽ là van đỏ, nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó, thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75k. Đó, thì tùy theo các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75k. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả coi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh coi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5, và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa. Có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy. Kết nối vào đầu vòi như này cho em. Đó. Kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy. Cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó. Có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc ni lông luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp. Cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhé. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó. Và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhé. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nha, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn.
Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quả tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhé. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhé, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhé. Cái này là không có giá đỡ các bác nhé. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy, sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhé. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhé. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này, nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su, tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này, để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy. Sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này, đó, design in Germany của này, đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo, 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó, bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k. Và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này. Chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng... đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé. Vung nắp bằng kính cường lực hết. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp galogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó.
Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bạn này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng các nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá, bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông được không? Vò cho vào nước thoải mái luôn nhá, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch các nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác này, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng vào đây. Đấy. Bác theo nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k cho một chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000.
các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó, lên theo là bút thông mạch này, bút thông mạch nhá. Đó, bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50k nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên tiền là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá. Đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó, thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá. Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây, cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của thương hiệu Tajima nhá. Tajima made in Japan nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này, đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 6, 8, 10. Đấy, 6, 8, 10. Bộ lục giác 7 màu đẹp, miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan. Chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling, hay người hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 đồng con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2 3 4 cân đều cắt ngon hết nhá. Cắt rất là ngon luôn con này. Đấy. Ngoạm vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá, Winling của Đức hay hình người đây. Made in Germany con này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá, Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn.
hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Đó, Santalay made in Japan cho các bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá, bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây, em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, thấy không? Đây, thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác với giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác với giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi, 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt cũng nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt ngéo này, ngoắt ngéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt, rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Bên mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó. Rồi ok. Thị không đang sống trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước Giờ Mở Cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên... Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa. Hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500. Mặt của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá. Còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Có thấy không? Đây. Âm lượng có nhỏ đây nhá. Có nhỏ ở đây và cho bé đi ở đây này. Đấy. Cơ quan này. Con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe nghe MP3 nhá. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới là giá rất là tốt luôn. 31 tháng 1 năm 2024. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này. Em đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá cực sốc luôn. 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn.
260.000 cho một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán các bác nhá. Đấy. Có đồng hồ này. Trong tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, à USB này, thẻ nhớ này, rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn, một con đài FM như này. Giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó các theo. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn lau giày nhá. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đây nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn các bác này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các nhá. Giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó, con này. Đây, cô giận ơi, tóc sạch nha mọi người, tóc sạch nha. Nếu các bạn có những đôi giày trắng nhưng mà nó chỉ hơi bẩn một tí thôi, ví dụ là đi mưa như mình. Lau rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi. Nào, ra không tưởng đến nào thế này. Chưa được. Nhưng mà bẩn ít thì lau, bẩn nhiều thì nhìn thôi. So sánh ai là giày lau giày chuyên dùng hot hit có sạch như cũng đừng nói. Lau thì sẽ có những cái bọt ra phía trên này, tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này, cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây. Đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây, hàng của Nhật các bác này. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là
Chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá, đường kính của nó là 20 cm các bạn, 20 cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn, nặng và chắc chắn đây con này. Đấy, rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy con này. Đường kính của nó là 20 cm nhá, 20 cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây chưa? Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20 cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con này. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây chưa? Nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý đâu, chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy, mới tinh mới con luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên cho em là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em là xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nha. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây, nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhá. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ, giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này, 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn, ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ cái này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây. Em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả hình cả tiếng nhá. Đấy. Đó, có theo không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có theo. Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó. Kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là
220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy, thì các bác có thể mua về để mình... Con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng, mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ, để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nha, giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này, 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bạn. Đấy, giá rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào đây cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các bác nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này, con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy. Màn hình to các bác nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này, đấy, cho quay lên quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này, rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống, ngoắt nghéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k đó. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30k trên một chiếc. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mặt hàng của bên shop. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Shop về rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lại tiếp tục lên để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái gối xay 2 lít hàng của thương hiệu Food các bác nhá. Hàng thương hiệu Food. Hàng này thì khá là nổi tiếng rồi. Bên shop bán khá là nhiều rồi các nhá. Đấy. Một con gối xay 2 lít như này các bác này. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh, chưa qua sử dụng, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn các bác nhá. Đó, các phụ kiện đi kèm đầy đủ các bác luôn. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường nhá, điện 220 bình thường. Đây. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn nhá. Về nhà thì các bác kết nối cho em cái phần cái ốc này vào cái phần cái đít này nhá. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Ở đây nó sẽ có một cái đầu núm như này. Thì các bác quặn vào cái đít này thôi. Đấy. Và kết nối vào cái đít này cho em này. Kết nối vào cái đít này nhá. Đó, nó sẽ có một cái ốc kết nối vào đây. Nó là cái trục để cho các bác giữ khi mà mình sử dụng cái nồi này. Đây. Để nó giữ cái cánh quạt này các bác nhá. Giữ cái cánh chém này các bác này. Đấy, cho vào đây đi. Đó. Về nhà các bác lấy tô vít các bác vặn chặt vào. Đấy, như này. Đấy, như này, sau đó thì mình bắt đầu mình sử dụng thôi. Đấy. Thì cắm điện là xong nhau nhá. Đó. Nó sẽ có số 1 và số 2. Thì đây em sẽ test thử cho bác xem luôn. Thì em sẽ xay cho bác xem đá nhá. Đó, đây. Đấy, đó. Đấy,
quay nha. Đấy, số 1, số 2. Đây. Đây là cái đá viên của con này. Đá viên này thuộc cái loại là khá là rắn rồi các bạn nhá. Khá là rắn rồi. Đấy. Đấy, đổ cho bác xem nhé. Đấy, đá viên. Đấy, đá là kêu con các bạn nhá. Đó. Nói chung là đá viên là loại là rất là rắn rồi. Test máy là cứ test đá viên này là ok nhá. Đấy, đây. Cắm điện vào này các bạn. Đó. Khi các bác xay thì giữ chặt nút cho em và mình nhấn nhá nhá. Đây. Số 2, số 1, số 2 nhá. Đấy. Khi mình xay thì mình nhấn. Chưa đến 30 giây là em đã xay cái đá nó đã tát nát tan rồi các bạn này. Đấy, đá tan ra luôn các bạn thấy không? Đây. Đấy. Các bác có thể dùng để xay đá này, xay thịt, xay các loại ngũ cốc này. Đây các bạn này. Đấy. Chưa tới 30 giây là em đã xay nó đã nát tan ra như này rồi các bạn này. Đấy. Các bạn thấy không? Đây, đã nát hết rồi các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đó. Thì con này các bác dùng rất là tiện để xay thịt, xay cá, xay cua, xay tôm rồi xay các loại nguyên liệu đều ok hết nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ có số 1 và số 2 các nhá. Nó sẽ có số 1 và số 2. Đây, khi các bác nhấp số 1 và số 2 này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W này, 200W, dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V, 220V đến 240V nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đấy, cối xay inox. Giá sẽ là 150.000 cho con cối xay inox như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là cối xay inox, giá sẽ là 150k các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đó, cối xay inox này. Cối xay inox giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con cối xay inox như này. Đấy, cối xay inox 2 lít nhá, 2 lít. Con này dung tích của nó là 2 lít mà, giá sẽ là 150k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái siêu tốc của Đức nhá, ấm siêu tốc của Đức. Hàng này thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, đấy, New Zealand này, Hàn Quốc này, nói chung là hàng này của nó thì hàng xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó. Rất là chất lượng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con ấm siêu tốc như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một ấm, một cái lõi lọc và một cái đế ấm như này để các bác đun nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này. Đây. Có cho các bác một cái lõi lọc như này các bác nhá. Đấy, một cái lõi lọc như này. Để về các bác có thể là cho các cái loại nguyên liệu như là trà, cà phê rồi là ngũ cốc cũng như các bác cho vào đây chưa? Đấy, hoặc các cái loại lá này mình uống cho vào đây. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây là tắm phát là nó sôi luôn các bác nhá. Đấy. Tắm phát là sôi luôn. Và cái này thì nó sẽ có đèn báo các nhá. Đây. Đấy. Bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đây, bật cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này nhá. Đấy, khi mình bật đun thì nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này các bạn. Đó. Rất là tiện luôn và có công tắc đóng ngắt nhá. Đó, nó rất là tiện. Các bác cứ cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây, mình đun sau đó thì mình bỏ ra là xong đây. Đấy, cái ấm này của nó thì khi các bác bóp vào thì cái lẫy nó tụt vào như này. Đó, rất là ngon nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, có công tắc ở đây này. Bật lên là nó sẽ có đèn báo màu xanh đây này. Đấy, có đèn báo màu xanh luôn nhá. Đây. Có đèn báo màu xanh luôn. Nó sẽ rất là tiện các bạn. Đó. Và nó sẽ có dơ le tự ngắt nhá. Giá thì sẽ là 290k. Con này dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Mắc của nó sẽ là 1,8 lít. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm này. Ấm Đức cũng được. Ấm Đức giá của nó sẽ là ấm Đức siêu tốc này. Đó. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290k bao ship tận nhà, nhận hàng test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là đây, có thông số đầy đủ cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 1,8 lít này. Đấy, 1,8 lít là mắc là 1,8 lít này. Đây, hàng xuất đi rất nhiều nước này, Hàn Quốc, Nhật Bản các kiểu con là điều luôn này. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220 đến 240V này. Đấy. 220 đến 240V nhá. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Giá sẽ là 290k nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá sẽ là 290.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình giữ nhiệt các bác này. Đấy, bình giữ nhiệt đây thì các bác lên mã giúp cho em là bình du lịch nhá. Đấy, bình du lịch cái này thì nó khá là nhiều các cái màu khác nhau, nó khá là nhiều màu nhá, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy.
bình du lịch nhé, các bác lên xem là bình du lịch. Con này thì bên em đang bán là 100k đấy. Bình thể thao, các bác lên mã cho em là bình thể thao nhé. Con này thì nó rất là nhiều màu đấy, con này thì khá là nhiều màu luôn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây, con này thì nó sẽ là giữ nóng giữ lạnh luôn, hot co này đấy, giữ nóng 12 tiếng giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhé. Đấy, sẽ có một cái nắp như này này, tiếp theo là một cái lưới lọc này các bác nhá. Đó, su 304, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác lên xem là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, nó sẽ có mấy màu cơ. Nó sẽ có mấy màu thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tại vì màu nó cũng linh tinh lộn xộn đây các bác này. Đấy, màu này này. Đấy, rồi nó sẽ có thêm cả cái màu ghi, màu viết nó lung tung màu tất cả. Nó về theo lô cho nên các bác cũng thông cảm đây. Màu đỏ ghi nói chung là nó chủ yếu là hai cái màu này. Chủ yếu hai là cái màu này, nó có thêm một cái màu dạng như cái màu đỏ ghi gì nữa các bác nhá. Đó, đây. Đấy, chủ yếu là hai màu này thôi. Chủ yếu hai màu này các bác nhá. Thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Đợt này thì về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bình như này các bác. Đó, một con bình 1 lít như này. Đấy. Chủ yếu thì nó sẽ có hai màu này thôi. Màu đỏ đen và màu tím này. Đấy, màu tím hồng này các bác này. Đó. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Hàng inox 304. Lên mã cho em là bình thể thao nhá. Đấy. Su 304 các bác này. Hàng rất đẹp luôn. Inox 2 lớp nhá. Inox 2 lớp, bên ngoài thì sơn tĩnh điện rất là đẹp, nắp niếc dày dẫn chắc chắn. Các bác có thể dùng để cho trẻ em đi học này. Đấy, đi học hoặc là mình đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Giá sẽ là 90k. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Bình thể thao. Giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90k trong chiếc bình thể thao như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. 1 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Đó, rất là ok luôn. Đây. Dung tích của nó là 1 lít này. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng, khá là ok luôn các bác nhá. Đó đây. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó. 90k cho một con bình như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên xem là bình thể thao, giá sẽ là 90k. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng của thương hiệu võng xếp nhá. Đó, lên tên là võng xếp này. Con này thì các bác có thể dùng mình sử dụng để mình nằm chơi hoặc là nghỉ ngơi xem tivi đều ok hết nhá. Đấy, võng xếp Minh Đức. Con này thì chiều dài của nó khoảng trên 2m và chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 70-80cm gì đấy các bác nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Võng xếp. Các bác lên cho là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên cho là võng xếp này. Đó. Võng xếp giá của nó sẽ là 160k. Con này nếu các bác mua mà họ bán dọc đường cho các bác là toàn 200-300.000 hết đấy nhá. Chứ không có trên 100 như này đâu. Căng ra cho anh tí. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2m các bác. Chiều dài khoảng hơn 2m. Và chiều rộng thì khoảng là 80cm. Đây các bác này. Đấy. Ưu điểm của con này khi mà các bác nằm ấy là nó không bị co cái võng nó thắt nhỏ lại. Mà cái này nó có cái thanh này nó đan đều ra rồi. Cho nên lúc nào cái võng nó cũng ở cái chế độ mở như này. Đấy, cho nên mình nằm nó cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Và võng này là thuộc dạng là võng to. Nếu mà tính tất cả chiều dài của nó thì phải khoảng hơn 2m. Đấy, đo xem. Đo đầu bên gạch, đầu bên gạch. Đấy, cho vào đầu bên gạch cái đi. Đầu bên gạch ấy. Cổ đầu bên kia. Cho vào chỗ mép này rồi. Đấy. 3. Khoảng 2m các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó khoảng 2m. Rồi, ok. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây thì nó rộng như này. Bề rộng của nó thì vào khoảng là 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy, cũng khá là rộng luôn. Đó, thì nói chung là con này mà nếu mà banh như này thì nó phải rộng khoảng cả mét luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là rất là dày dẫn. Nó là thuộc dòng là dòng 2 lớp nhá. Hai lớp và thuộc dạng là cước các bạn. Đấy, nó thuộc dạng là vải dù như này. Thì thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đó. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Khách hàng cũng đánh giá rất là tốt, có người mua 2-3 chiếc luôn. Đó. Thì nó rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ này hoặc là ông bà già hoặc là những người ta thích nằm võng, hoặc nhà các bác có vườn cây ao cá. Đấy, bác ra nằm, đặc biệt là miền Bắc đang mất điện như này thì các bác mang võng ra ngoài nằm rất là mát. Lên theo là võng xếp nhé. Giá của nó sẽ là 150.000 thôi, cái võng xếp như này, 150k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ắc quy nhá. Sạc ắc quy thì cái mẫu mới này về thì
nó chỉ sạc được cái bình 12V thôi các bác nhá. Đấy, mẫu mới này là mẫu này chỉ sạc được bình 12V thôi. Đó. Mẫu này chỉ sạc được bình 12V và dung lượng của nó 6A nhé, 6A. Sạc bình 12V, đó. Sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V này. Đó, sạc bình 12V thôi các bác nhá. Đó. Con này thì chuyên để sạc bình 12V thôi. Đó. Thì hôm trước em có cái loại mà sạc bình cả 12 cả 24 nhưng cái mẫu đấy thì em hết rồi. Đấy. Thì ở đây của nó sẽ là sạc được bình 12V thôi nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 190k cho con sạc bình ắc quy 12V như này. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Nó sẽ là một cái dạng, con này thì nó cũng là hàng của thương hiệu Foxer. Foxer này thì nó sẽ là hàng rất là nổi tiếng luôn và nó xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy. Ở đây thì nó cũng đầy đủ cho các bác luôn, tính năng là chống sun phát này, khử sun phát rồi chống đảo chiều các kiểu, con này điều luôn, nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, những cái đầu kẹp đầu kiếp của nó rất là chất lượng luôn con này. Đó. Bây giờ thì nói chung là mùa hè mất điện cũng nhiều, nhà dùng áp quy để chúng ta sử dụng cái quạt điện thì các bác dùng con này để sạc vào cũng rất là ok thôi. Đó. Hàng cũng cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn nhá, có quạt tỏa nhiệt các thứ đâu ở đấy này. Đó. Lên mã giúp cho em là sạc áp quy nhá. Đó, lên mã cho em là sạc 12V. Đấy, bên em có cả loại sạc 24. Nên là các bác lên đúng tên cho em nhá. Con này là sạc 12V. Sạc 12V này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho con sạc 12V. Đó. Còn con sạc cả 12 cả 24 thì giá của nó sẽ là 290 các bác nhá. Còn con này thì sẽ là 190.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng các nhá, đuôi đèn cảm ứng đây. Thì nó sẽ là một cái dạng đuôi như này và về nhà các bác chỉ cần việc là đấu điện 220 vào bình thường, sau đó thì các bác xoáy cho em bóng đèn vào đây, xoáy bóng đèn vào đây. Có nó sẽ có cái mắt cảm biến này. Có người đi qua thì nó sẽ tự sáng và hết người đi qua thì nó sẽ tắt. Rất là tiện dụng. Đây em sẽ test thử cho các bác xem, về nhà các bác chỉ đấu đèn mà là xong thôi. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đuôi đèn cảm ứng. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, em sẽ có thực tế cho bác xem luôn để em đi đến chỗ cái đèn cho em nhá. Đấy. Đây, hàng của bên shop thì khá nhiều luôn các nhá. Đa dạng mặt hàng và mẫu mã chủng loại để gửi tới các bác. Đó. Đây. Thì đây là chỗ cái hành lang này là em có lắp một cái đuôi đèn này. Đó. Thì cứ đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Và con này thì nó sẽ để cho các bác là ví dụ như chế độ là đấy, nó sáng đây các bác nhá. Đó, đây cái đuôi đèn kia các bác này. Đó. Nó sẽ để cho các bác chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Thì tùy theo các bác muốn để bao nhiêu thì để các bác nhá. Đó. Muốn để bao nhiêu thì để thì 5 giây, 15 giây, 45 giây. Cứ đi qua là nó sẽ sáng hoặc tắt thôi. Nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Một lúc nữa là nó sẽ tự tắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. 90k một con các bác nhá, 90k một con. Đấy, một lúc nữa thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Nó sẽ có chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Và mình có thể để chế độ là ban ngày, ban đêm hoặc là mình sẽ để 24 giờ. Nó có 3 chế độ như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, nó tắt rồi các bác nhá. Ok chưa? Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhá. Các bác lên xem là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp này sẽ bao gồm là 12 miếng trong một cái bịch như này. Đấy, 12 miếng đây. Và cái này của nó thì nó sẽ là độ nóng rất là cao luôn và các bác bóc ra. Đấy. Các bác nóng rất là cao luôn, các bác bóc ra sau đó thì các bác dán lên các cái khu vực ví dụ như là cổ vai gáy các bác nhá. Đây, cái này thì nó chuyên trị đau mỏi cổ vai gáy, đau dây thắt lưng. Đấy các bác nhá. Đấy. Nó là được chiết xuất từ ngải cứu và một số các loại thảo dược khác. Hàng thì sẽ là hàng cực kỳ chất lượng, bảo hành cho bác luôn, độ nóng cực kỳ cao luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó. Miếng dán ngải cứu em bán có khách lấy cả 20 hộp luôn. Đó. Miếng dán ngải cứu này. Chuyên trị cho các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau dây thần kinh. Đấy, giá sẽ là 30k trên một hộp 12 miếng nhá. Đấy, 30k trên một hộp 12 miếng. 30k các bác nhá. 30k một hộp như này. Đấy. Về nhà các bác đau đâu thì các bác bóc ra dán vào đấy cho em. Đó, độ nóng của nó rất là cao.
các bác có thể chuyển, các bác có thể chuyển khi mà cảm thấy nó nóng quá nhá. Đấy, nóng quá các bác có thể chuyển chỗ khác được. Độ dính của nó rất là tốt luôn. Đó. Đau dây thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đặc biệt cái này nó trị đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đau mỏi vai gáy các bác về các bác bóc và dán vào cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con massage 16 bi nhá. Massage 16 bi, mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi. Tổng của nó sẽ là 16 viên bi như này. Đó. 16 viên bi và đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ dùng đa di năng. Các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, lưng. Lưng thì các bác có thể ngồi mình để thẳng cái này, mình dựa lưng vào được. Chứ còn nằm lên thì em sợ nó sẽ bị yếu. Đấy, nằm lên thì cái sức nặng của người thì nó sẽ không chạy nổi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chế độ nhá. Đấy, mỗi chế độ thì nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác. Đó, đây. Mỗi chế độ nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác nhá. Đó. Đấy, thì tùy theo cái chế độ để nó sẽ chạy, nó sẽ đảo bi để nó massage cho cơ thể các bác nhá. Đó. Và khá là tiện dụng luôn. Công tắc công tiếc thì rất là ngon. Đấy các bác nhá. Đó. Của nó thì nó sẽ là bằng một cái lớp vải bóng như này khi mình dùng. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái dạng là gel, dạng là vải cước mềm nhá. Đấy, khi các bác dùng massage nó khá là tốt luôn. Mỗi bên của nó sẽ có tới cho các bác là 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Đấy, lên cho em là massage 16 bi nhá. Đó. Massage 16 bi. Giá thì sẽ là 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này nhá. 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này. Các bác lên cho em là massage 16 bi. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh các bác nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Con này thì hàng bên shop bán khá là nhiều rồi. Công suất của nó thì nó sẽ là 100W cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, đèn gấp 5 cánh như này. Đấy. Dòng này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh nhá, khá sáng luôn. Đây. Đấy, đèn 5 cánh, khá sáng luôn các bác. Công suất của nó sẽ là 100W thôi nhá. Đấy, 100W đây. Nó sẽ có 5 cánh như này. Đấy, đây. Công suất 100W này. Đấy. Công suất 100W. Con này thì nó sẽ là điện 100 đến 240V. Cho nên các bác sử dụng điện 220 thoải mái, tại vì các cái dòng LED như này thì nó không hạn chế về các cái công suất. Đây các bác nhá. Khá là sáng luôn các bác. Đấy. Rất sáng các bác. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Đó. Giá bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Một con đèn 5 cánh chất lượng như này. Đấy. Đèn 5 cánh chất lượng như này các nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Các bác có thể gấp gọn vào được luôn nhá. Gấp gọn vào được luôn, rất là tiện. Đó. Gấp gọn và mở ra nó rất là tiện. Đuôi của nó thì nó sẽ là đuôi phổ thông. Đuôi xoáy E27 rất là phổ thông luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này, giá của nó sẽ là 120k. 120k cho con đèn 5 cánh này. Đấy, giá khá là tốt để phục vụ các bác nhá. Đó, giá khá là tốt luôn. Đó, lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120k các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng các nhá. Cá sấu vàng đây. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng như này. Đó, một thắt lưng như này. Đấy. Mặt hình cá sấu rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Cá sấu đựng trong hộp vàng như này cho nên là bên em gọi nó sẽ là cá sấu vàng, rất là đẹp luôn các bác. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Đó. 140k các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là cá sấu vàng coi đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt dây này, đấy, màu sắc rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Khóa thì cực kỳ là ngon và dây cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thắt lưng cá sấu vàng, khóa lên cho là thắt lưng cá sấu vàng nhá. Khóa kiếp của nó khá là ngon luôn các bác này. Đó, khóa rất là ngon luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy. Siêu hạt rẻ cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là thắt lưng cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng như này, rất đẹp các nhà hàng đựng trong hộp rất đẹp luôn, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy, cá sấu vàng đó. Cá sấu vàng này, giá của nó sẽ là 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái thắt lưng dù Mỹ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng dù, nó sẽ dùng bằng dây dù như này, hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy. Lên cho em là thắt lưng dù Mỹ, hàng thương hiệu dép đây. Đó. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Đó. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Đây.
dài của nó thì 1m1 nhá. Con này cơ chế của nó hoạt động thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần đẩy vào như này, sập cái lẫy này vào là xong. Đó, hàng của thương hiệu dép này, đó, hàng thương hiệu dép rất chất lượng cho bác luôn, chữ nổi luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của một cái công ty chuyên sản xuất đồ cho quân đội Mỹ nhá. Đây, đấy, quân đội Mỹ này, từ năm 1961 rồi các bạn. Công ty này của nó thì khá là lâu đời rồi nhá. Đấy, dép 1961 này. Đấy, AFS các bạn này, đó, khá là lâu đời nhá. Đấy. Và dòng này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng như này, giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Đấy, nó làm bằng dây dù như này mà, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng chán thì các bác vứt đi thôi, chứ chả bao giờ hỏng được cả. Kể cả những cái chốt trước của nó cũng đều là dạng chốt khá là cơ động, dùng cho quân đội cho nên là nó khá là cơ động luôn. Dây của nó thì dai. Đấy, nói chung là dùng chả bao giờ hỏng cả. Chán thì vứt đi, cũ quá thì vứt đi mua khác thôi. Mà giá thì nó gọi là quá bèo bọt rồi các bạn. Đó, 80k. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đó, thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc này. 80k trên một chiếc như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái súng thư giãn các bác nhá, súng thư giãn. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 200. Đấy, đợt này về cho bác giá là 180.000. Đấy, nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay thì về cho các bác cái giá còn tốt hơn nữa. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k thôi, 170k cho con súng thư giãn như này. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Giá này là giá tri ân các bác nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu súng như này. Một cái đầu súng như này kèm thêm cho các bác là bốn đầu massage khác nhau. Bốn đầu massage khác nhau. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá, chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây. Các bác khi các bác bật thì giữ lì cho em. Tắt bật là giữ lì các bác nhá, và tăng giảm số thì mình cứ nhấn đều này sẽ tăng giảm số này, nó sẽ có 6 cấp độ này. Đó, đây. Nó chạy khá là khỏe luôn mấy nhá. Đó, chạy khá là khỏe luôn. Đấy, đây, đấm vào các cái bắp cơ các bác này, rung cơ lên luôn các bác nhá. Đó, rung các bắp thịt lên luôn. Đó, các bác thấy không? Đó. Nói chung là con này giá 170.000 mua quá được các bạn. Các bác mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trong gia đình nhà mình. À, bà đấm cho ông đấm cho bà, ông bà đấm nhau các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, con này trước em còn đang bán là 250.000 cơ. Nhưng mà đợt này hàng nó về giá số lượng và về rất giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ mũi khoan tháp các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ mũi khoan tháp này. Bộ này của nó thì sẽ là 180.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là tới 5 mũi tất cả các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica của Nhật nhá. Đấy. 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau, đầy đủ các kích thước các bác để các bác lựa chọn nhé. Đây, hàng thương hiệu Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Đấy, khoan sắt, khoan gỗ, khoan thép, khoan inox, khoan nhôm kính đều được hết nhá. Đó, giá thì chỉ có 180.000 cho bộ 2-4-5 mũi như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp nhá, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, giá thì sẽ là 180k. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp. Bộ 5 mũi khoan tháp các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng thì bác nào làm thợ làm nghề biết rồi, bắt buộc phải có cái này dùng nó mới tiện dụng và đa di năng được nhá. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp các bạn. Đó. Giá sẽ là 180k theo bộ 5 mũi khoan tháp như này. 180.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa inox các nhá. Đấy. Lên cho em là đũa inox này. Đấy, đũa inox như này. Bao gồm cho các bác một hộp này sẽ là 5 đôi. 5 đôi nhá. Đấy, một hộp này sẽ là 5 đôi. 2 4 10, 2, 4, 6, 8, 10. 5 đôi đũa như này. Hàng đũa inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn, không lo bị trơn trượt nhá. Đây, Su 304 các bác này. Đấy, Su 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Hàng Đức xuất Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. 55k cho một hộp đũa 5 đôi như này. 55.000 nhá. Giá quá rẻ luôn các bác. Đó, 55.000. Cho hộp đũa 5 đôi nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông này. Đấy. Tinh dầu này. Đuổi muỗi.
Đấy, cái này thì nó đuổi muỗi đi hết luôn, đuổi muỗi hoặc là muỗi có con thì nó sẽ bị dị ứng và nó chết các bác nhá, hoặc là đuổi nó đi. Đấy, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nó sẽ có cho các bác là hai lọ tinh dầu như này, kèm theo các bác là hai lọ tinh dầu. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn. Đó, hàng này của nó xuất đi cả Ả Rập các kiểu đấy các bác này. Đấy, chữ Ả Rập đây. Đó, an toàn cho bà mẹ và trẻ em nhá, chuyên để đuổi muỗi nhá. Đấy, thì về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào đây cho em, xoáy cái nắp của lọ tinh dầu ra. Đó, sau đó thì mình xoáy vào đây, các bác xoáy cho em cái nắp trắng này ra, bỏ cái nắp trắng này đi. Đó, các bác bỏ cái nắp trắng này đi, xoáy trực tiếp vào cái đèn sông tinh dầu này, sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó, các bác cứ bật lên cho em. Đó, bật công tắc lên là nó sẽ tự hút tinh dầu nó đẩy ra nhá, và con muỗi nó sẽ dị ứng, nó sẽ bay đi thôi. Đấy, hoặc là nó sẽ có con thì nó sẽ bị chết các bác nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là muỗi nó sẽ dị ứng với cái mùi tinh dầu này mà nó sẽ bay đi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 các bác nhá, không thể tin nổi luôn, một đèn và hai tinh dầu như này mà giá chỉ có 80k thôi. Đó, bên shop thanh lý được cái giá nó khá là tốt cho bác luôn, đèn sông tinh dầu đổi muỗi giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một cái bộ đèn sông tinh dầu đổi muỗi như này, nó giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là V46. Đấy, một cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đâu đó vào khoảng là trên 40 chi tiết coi nhá, trên 40 chi tiết cho một cái bộ như này. Đó, trên 40 chi tiết và khá là đẹp luôn các bác nhá, khá là đẹp luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 đầu vít này, 12 đầu vít khác nhau, cộng với lại một tay công, một tay xoáy vít nhá. Tay này gọi là tay xoáy vít các bác này. Đấy, tay xoáy vít đây. Đấy, tay xoáy vít các bác có thể lắp mũi vít vào đây để mình xoáy này. Đấy, để mình xoáy tô vít này các bác này. Đấy, hoặc là các bác có thể lắp cái đầu lục giác vào đây, lắp cả đầu lục giác vào đây cũng ok để mình xoáy cái đầu lục giác này, rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái tay xoáy nhanh này. Tay xoáy nhanh như này các bác chỉ cần sập này là xong. Đó, sập này để mình xoáy này, khá là ok luôn nhá. Đấy, sập này là xong. Đó, xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Con này cả xoáy nhanh cả đảo chiều được luôn, rất là ngon. Đấy, nó sẽ có cả cho các bác là tay nối dài như này, kèm thêm cho các bác là cái tay, nó gọi là cái tay này nó sẽ là cái tay ngoằn nghèo này để các bác đưa vào vị trí khó này. Đấy, một cái bộ vít như này mà giá là bao nhiêu các bác? Đây, chọn bộ sản phẩm như này, 12 đầu vít cho một bên là 24 đầu vít, 2 4 6 8 10. Tức là 20 đầu vít này, 2 4 6 8 10 11, 22 cái đầu vít như này cộng với lại đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các tay công rồi tay nối dài như này. Chọn bộ sản phẩm như này, các bác lên cho em là V46 nhá, V46. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là V46 này, giá sẽ là 130k nhá. Không thể tin nổi luôn. 130.000 cho một cái bộ vít 46 chi tiết như này. Lên cho em là V46, giá sẽ là 130k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao này, con này thì cũng khá là đa dụng luôn. Các bác có thể dùng để hấp bánh bao này, hấp đồ ăn này, hoặc là các bác dùng để đựng hoa quả cũng được. Đây, đấy, đựng hoa quả rất là ok nhá. Đây, nó dùng để đựng hoa quả này. Đó, bên này thì nó dùng để hấp bánh bao này. Đó, lên cho em là khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k. Đó, khay hấp bánh bao, khay hấp này, bánh bao nhá, giá của nó sẽ là 50k cho cái khay hấp bánh bao như này, 50.000 thôi các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 50.000 cho khay hấp bánh bao như này. Giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Đó, rồi, ok. Đường về thôn em duyên dáng bên chân sông. Bảy ấp dinh mạo hoa. Vì chân thân mái cực sảng khoái. Năm ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40cm. Đó, chiều dài của nó 40cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm khoảng giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên cho em là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây, thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Thì khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quay này. Cái lẫy đen này nhá. Cái lẫy đen này vào cái phần quay này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quay này. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy, bác theo. Đấy, kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây, em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Bột nó ra này các bác này. Đấy, có theo. Đây. Đấy, em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột này các bác này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bác nhá. Đây, có này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy, có theo. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên cho em là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật đây các bác này. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi, ok.